Hương, nữ công nhân thất nghiệp sống tại xóm Việt Kiều, Campuchia. Ngày hôm nay thì mọi người tụ họp nhau để ăn một bữa ăn chia tay. Chỉ còn 2 đêm nữa thì Hương sẽ gói ghém quần áo tạm biệt xóm Việt Kiều, Campuchia, quận 8, Sài Gòn để về miền Tây lập nghiệp. 4 tháng thất nghiệp, không còn gạo ăn, không còn nơi lui tới. Hương đã được tất cả mọi người đùm bọc và giúp đỡ. Nay em đã được một người dân ở Long Xuyên, An Giang hướng dẫn và giúp đỡ cho em học nghề làm tóc. Và hôm nay thì một cái buổi tiệc chia tay, nói lời tạm biệt. 2 năm trước, Hương đã cãi lời mẹ và không nghe theo lời mẹ để theo một cuộc tình mà đã được mai mối trước đó. Hương đã bỏ đi và theo một cái người tình khác. Sau đó thì bị người ta lừa cho đến lúc mà có bầu rồi mới phát hiện ra người chồng mà người mình yêu thương đã có gia đình trước đó. Hương chọn một cách là sống cô độc và tự sinh nở. Gần đây thì thất nghiệp cho nên là Hương đã tá túc tạm xóm Việt Kiều và trở lại sống chung với mẹ. Trong thời gian tới thì Hương sẽ có một cuộc sống riêng biệt. Ở phía sau lưng là mấy hũ thuốc nốt ở tỉnh biên gửi về, gửi xuống rồi sữa. Tại vì đi về đây cũng lâu lắm mà cũng giặt. Anh cứ ngỡ là cái tủ lạnh này xài được, không ngờ là cái tủ lạnh hư. Có người ta trên chợ anh ta bỏ. À. Bỏ trên mấy cái chén. Nhân gọn lẹ cho anh mẹ ăn thằng nào cũng có ăn. Dạ mỗi một phần 1 ký. Dạ. Nó chia giùm con quá. Dạ mình ở đây không có tủ lạnh, mình phơi nắng mình ăn từ từ nha. Trước tiên là mời mọi người ngon ha. Ừ. Đưa đi, đưa đi. Cho bỏ tao lưng đi. Để hai bữa nữa Phương cùng với anh Bùi Hồ về Xuyên, An Giang để cho chị Phương có thể học cái nghề tóc. Cái này mà ai mà có cái thì chắc có lẽ là thời gian vừa qua gặp mấy chú này đó, con thật gia đình ở đây mình ở đây dồn được coi rồi phải không? Đây đây mọi người ăn miếng lấy thảo đi. À, từ ngày xuống đây thì có bao giờ là mình ăn bữa ăn nó đoàn viên và đông đủ như thế này không Hương? Dạ chưa. Cái này à, mà nấu nồi cơm để đó là ai mà ăn. Có anh Phong xuống mấy lần thấy. Kêu tất cả mọi người qua đây hết đi. Mạnh ai nấy ăn hả? Dạ, cứ buổi sáng nấu nồi cơm để đó là Mạnh ai nấy ăn. Nói thì mới đâu, vậy thì ăn đi rồi. Cho mấy đứa nhỏ không. Rồi, có bao giờ ngồi ăn với mẹ mình không? Dạ. Có bao giờ ngồi ăn với mẹ mình không? Dạ không. Hôm nay ngồi ăn với mẹ mình đi chứ. Mẹ khóc hoài, khóc quỷ. Mẹ ăn trước, em ăn sau cũng đập lục cái bệnh viện này luôn, người ta cầu chết luôn. Mình uống thuốc ngư khóc chi. Rồi xếp bánh mì đồ ra. Cái chưa lòng nó khổ, với thêm nhỏ này á, nó khổ nó rồi nó nói hoài. Lầm lầm không đậu. Tại sao ngày trước em học hết phổ thông không Hương? Em học hết lớp 5. Hết lớp 5 hả? Đi qua bển là cô năm ba bển cho con bé đó qua ăn mấy cái dưới quê cũng có cái miếng đất nhỏ năm có xin cái nhà xin nấu bánh mì nha cô năm xin nấu mì được rồi cô năm có làm thật lắm cái em ở dưới đi học một bánh mì cho gì cho cô năm mà sau này qua bển ăn sau này cái nhà nó sập rồi cái mẹ mới cứ đây bên Đức Hoa ăn mấy đi cười lúc trước học một mình ở dưới luôn kêu Đức Hoa luôn em với mấy anh em đồ cũng có con này đồ nè mấy anh em ở dưới đi học ở dưới á. Qua đây ngồi rồi sau này cái nhà ở dưới nó sập rồi không có chỗ ở rồi với lại nghỉ học rồi lên đây đi làm. Có một cái nền nhỏ nhỏ ở dưới hả? Dạ có một cái nền nhà nhỏ ở dưới. Sao mà mình không lấy mẹ rước mẹ mình về nguyên nhà ở? Dạ cái nhà nó không còn nữa. Nếu như có người hỗ trợ các nhà có chịu về dưới ở không? Dạ được vậy là vui lắm luôn. Gia đình em cảm ơn nhiều lắm luôn. À vậy là ở Chi Tôn em vẫn còn có một cái nền nhà. Cái nhà nó đã sập rồi nên thành nữ là tá túc ở trên đây. 4 mét nè. Nếu như mà có được giúp đỡ ngôi nhà thì em sẽ về học việc xong thì em làm một thời gian em về Chi Tôn ở, anh thấy nó ổn hơn chứ? Dạ. Phải chịu không? Nhưng mà không có tiền cất nhà thôi. Không có tiền cất nhà thôi. À, Phong ơi, hôm nay anh em mình lại phát hiện là ở dưới nhà, ở dưới kia Hương vẫn còn có một cái nền nhà kìa với lại cô Tư kìa. Mấy mét nè,
3 mét hay 5 mét? 4 mét. Có 4 mét rồi, bà ngang 4 mét. Em lấy chén ngay cho mẹ mình một cục thịt đi. Được rồi. Mọi người cầm tay ăn ngay cho rồi. Cầm tay ăn đi. Ăn bốc nó ngon. Đi ăn đồ ăn tay không hết. Tôi không dám ăn, tôi bị cảm. Tôi ăn được cái chút không, nãy giờ sổ mũi rồi chứ. Ăn một miếng cho vui đi. Không ăn được, không ăn được, không ăn được, không ăn luôn á nghe. Chị cảm ơn em. Hồi nãy chị Hương có chia sẻ là tôi ăn lấy thảo là gia đình của mình rất ít khi là ngồi ăn chung đúng không chị? Cô cô ba ngồi xích vô đi. Cô Năm hả? Cô Năm. Tại sao mình không? Có nè, bây giờ bữa nay không có nồi cơm mà. Tại sao mình không ngồi ăn chung cho nó vui? Sáng giờ chưa nấu cơm luôn. Ăn là ăn rồi không ai nói chuyện ngay chân nó ngại. Con ăn nè, con ăn nè, con ăn nè. Cũng như là ăn gì nè không ai nói ngay chân rồi nó ngại. Vậy nhờ cũng có mấy chú rồi mới nói chuyện lại mẹ con mới cho mệt đi nè. Chấm bên con thì con thấy những cái bữa ăn trong gia đình đó, đó là cái bữa ăn mà để đưa những cái thành viên nó gần với nhau hơn, nó có những câu chuyện để chia sẻ. Ăn nó thường ngày nói chú nấu nồi cơm rồi nó gọi đó, đói thì người nào bớt tô chén cái ăn đi rồi chứ không có chung hợp, không có ngồi gì, thật sự không có ngồi. Chỉ còn có mấy bữa cơm sum họp thôi, Hương về lại miền Tây rồi thì có khi nào cô nghĩ là mình sẽ về miền Tây thăm con mình không sau này á? Sau này á thì không biết làm sao, không có hứa. Còn bây giờ là đi không được rồi, ổng nằm trên đóng. Còn mấy bé nó thánh tụi đi học nó không có làm được, không đi được rồi, bây giờ là không đi được. Còn sau là không biết làm sao, không hứa. Nhà hứa giờ cái nữa không có cái kỳ lắm. Hôm nay á mọi người ngồi ăn vui chứ. Hôm nay mọi người ngồi đây mọi người ăn á là mục đích là coi như là cái bữa tiệc Hương đãi rồi Tạ Từ đi một thời gian ngắn cũng phải quay về đây, tết nhất cũng phải về đây. Dạ. Ha. Đúng rồi, chú ông đó, đúng rồi. Hai mẹ con cũng ít nhiều gì cũng đã không nhìn mặt nhau hai năm mấy rồi. Thì hôm nay thì giờ nhìn nhau rồi, buồn ngồi không? Không cầm được nó. Ăn xong là hai mẹ con phải ôm hôn nhau cái mới chịu. Cúc. Dạ, gì vui, không có chú Phong, có chú Hồ với chú Đồng. Nói chung là không có chú Hồ là hai mẹ con không có nói chuyện với nhau, mấy anh dạ. Chỉ cách nói. Không có chú là hai mẹ con không có nói chuyện với nhau. Chú Phong xuống đây quay mấy lần không có nói chuyện với mẹ đó. Mẹ con biết mà con không có nói á. Thì con biết. Chú Phong biết hả? Qua năm qua nói chuyện chơi mấy chú. Nếu như hồi nãy mà con không biết á, con sẽ không kêu cô. Con nói để làm gì đâu? Biết đâu. Đúng không? Mà bữa đó anh nói thật sự nha, mấy chú cũng đừng có buồn. Bữa đó nghe Hương giấu gì mà cô cũng gây gắt trong lòng lắm á. Mà không có nói được, tại vì mình không có thiện cảm với nó rồi giận nó từ đó giờ không có mở miệng được. Chứ thấy cũng gây gắt lắm. Thôi nói giận con mình một vài điều để vài ngày đi về miền Tây đi. Dặn rồi đó. Dặn rồi hả? Mày nói tưởng hôm nay đi á, sáng giờ cũng dặn rồi. Mày dặn sao hơn? Không có mua dặn nữa. Kia mới nhớ là lo đi học, lo cho con học rồi về hai mẹ con ở trong chỗ. Cũng thương lắm đó chứ. Thương lắm mà còn dặn. Mấy anh nói ở dưới cũng phức tạp này kia đồ á. Nên đừng có đi bậy bạ. Đúng rồi, tối thì đâu đi đâu đâu. Nhưng mà Hương ơi, em có chiếc xe gắn máy cho không? Dùng luôn đi à. Dạ dạ. Không có xe gắn máy luôn hả? Rồi, ăn đi chú Phong ơi, ăn đi là ăn này bánh mì với chú Phong là lấy thảo rồi. Mà lúc em ở chỗ ăn muốn tiền em bán xe đạp. Bán xe đạp? Dạ. Lúc đó là em bán xe đạp để nuôi con hả? Dạ, lúc ở chỗ thất nghiệp mấy tháng đó, rồi em bán xe đạp có 200 ngàn. Để đóng tiền trọ. Dạ. Để ăn á, đóng tiền trọ là người ta còn chú cho. Chú ăn mấy người chắc. Dạ, 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 được. Chú Nghĩa. Mấy tháng là chú Nghĩa quay rồi. Không có tiền, cái người ta kêu là có chỗ về thì về đi rồi tiền trọ này cô cho. Mày đừng có khóc giùm tao nữa đi. Mày đừng có. Để ăn ngon chứ. Để ngon nha. Nói chứ mà tới lúc nó điện khóc. Cầm điện đi làm mà kể chứ. Ngừng đó đi mà mẹ con. Cô Tư nói kiếm cớ, cô Tư nói cô Tư đi làm rồi, không có nhà để đỡ khóc. Con dặn trước là sáng thứ bảy á. Hai mẹ con còn được 2 đêm ngủ nữa thôi. Đêm nay đêm ngày mai. Có nhiêu thì nói hết đi. Con cái phải cho nó xa ra mới khôn lanh. Đây với đây gần xịt bên đó chú Hân. Con nói với cô nè. Ở đâu mà sợ mà đi với mấy con đi vô Sài Gòn con đi học á. Không ai đưa. Không ai đưa con tự con đi vô đi học. Con lúc đầu tháng đầu tiên con nhớ nhà lắm. Ở được 13 năm nay rồi. Thì nhờ con không có bà con ở Sài Gòn hết á. Chén mà có chén. Đi hết trước đi luôn chú Hân đi.
qua đây dở cho em. Tại vì khi em về Long Xuyên á, có người để qua đây đi. Có người chị kế bên á. Thì em có chuyện gì đó em không giải quyết được thì em cứ hỏi. Em hiểu không? Chứ mình đừng có tự động. Nói gì nè, nói phong bụi ở. Thôi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Cho mấy anh quay trong clip á, thấy đẹp trai quá trời, ở ngoài đời còn đẹp hơn. Nè, mọi người mà miếng đi. Dạ, dạ em ăn được. Bữa nay ngon không? Bữa nay dùng ngon không Hương? Dạ ngon. Ngon gì chắc dùng với mẹ mình đó, chứ không phải là dịch ngon hả? Mẹ con dễ bỏ cái nỗi lòng rồi. Đúng rồi. Lần đầu tiên em ăn cái này á. Lần đầu tiên em hả? Chứ bình thường ở bên Tăng thấy là cái đường tỉnh lộ 10, khu công ty Vong Giang rồi nhiều cái tiệm vịt vịt vây lắm mà. Nhưng mà không có ăn. Đi ngang qua thấy sao? Không có nhìn tới nó. Mắt hoa đó nha. Lý do tại sao vậy chị Hương? Tại mình không có tiền ăn, mình không có nhìn tới nó. Lúc mình sanh á thì mình được đem đi bao nhiêu tiền đi sanh? Em cũng được 7-8 triệu. Bảy tám triệu mà em đi sanh là lúc đó em có bảo hiểm, hồi không có bảo hiểm là có 3 triệu mấy à. Mình vô mình đóng 6 triệu, xong rồi em ở 3 ngày về làm người ta trả lại cho em 1 triệu mấy. Cái thời điểm đó đó em nghĩ là cực kỳ khó khăn đối với chị đúng không? Dạ. À, và chị có bao giờ chị nghĩ là mình sẽ gọi điện về mẹ và nhờ sự giúp đỡ của mẹ không? Dạ không. Chưa bao giờ luôn. Dạ. Là từ lúc em sanh tới giờ là em không có điện thoại về cho mẹ nói chuyện. Chỉ có nói chuyện với mấy cô ở đây thôi. Chứ là không có nói chuyện. Để đũa cho. Rồi bây giờ bà ngoại là đi làm á thì có nhớ cho cháu ngoại không? Không nhớ kìa. Nhớ là cũng nhớ, cũng thương chứ. Sao không nhớ chú ơi, mà thấy nó đi cũng ngậm ngùi lắm. Mà tại ở đây thì cũng không lo được cho nó. Chú ổng bị tai biến rồi, mấy đứa kia nhỏ đi học nữa, rồi thằng bé kia bị bệnh bú nó giữ giùm cho nó. Rồi tôi không có thời gian để giữ cho con cho nó đâu. Tự nó làm gì nó làm luôn. Chứ nó đi rồi cũng nhớ. Chứ không phải nhớ đâu chú, mà giờ hoàn cảnh như vậy giờ biết nhau giờ. Năm cho giấy chùi tay. Vậy sao hay là khóc à. Cô Tư khi mà biết tin chị Hương sắp sửa đi xuống Long Xuyên để học nghề á thì chắc chắn là trong lòng mình sẽ có vừa vui và vừa buồn đúng không? Vui vì con mình nó có nghề nghiệp sắp tới, buồn là sắp xa con. Nhưng mà thật lòng á là cô Tư có bao giờ nghĩ là hy vọng là chị Hương đừng đi không? Tại vì mình quá thương con và quá nhớ con không? Không. Cái đó là cô không có nghĩ như vậy. Tại vì cô thì cũng bệnh hoạn, với ba nó cũng bệnh hoạn, không biết còn sống chừng nào. Nếu mà để nó ở đây hoài á, thì cuộc đời nó nữa khổ. Nó không có cái nghề rồi nuôi con nó nữa, thân bản thân nó nữa. Yeah. Giờ nó đi được mấy chú giúp đỡ thì cô cũng mừng lắm á. Đi buồn thì buồn đi. Chừng cho nó có cái công việc làm cũng mừng. Như vậy là chị Hương đi là với mang theo một cái niềm hy vọng, một cái sự kỳ vọng của gia đình đúng không? Một cái hy vọng cái cuộc đời của mình sau này nó tương lai nó tốt hơn. Nhưng mà phải quyết tâm. Anh thông báo với em á là cái anh chủ salon này á, thì khi mà mình đóng tiền vô học đó thì anh này anh sẽ hỗ trợ luôn cái bộ đồ nghề cho mình. Thì mình không tốn tiền mua đồ nghề nữa. Và đây là thời điểm cũng gần Tết. Thì khi mà em làm tốt á thì em sẽ được khách tiếp. Tiền tiếp, sẽ có tiền tiếp. Tại đây đến Tết khách khá là đông. Nên em cố gắng đây là một cái thời điểm thích hợp để em học với cái nghề này. Cố gắng mai mốt về nhà học xong ra làm về quê. Nếu được Mạnh Thường Quân hỗ trợ cái nhà, nguyên gia đình mình về dưới ở chung. Có bao giờ ước mơ vậy không? Cái nó cũng ngay mấy sông á anh. Về dưới mấy cái ghe này đậu cặp mấy sông cũng được. Ước mơ mà không có dám đâu chú ơi. Tôi ở dưới ghe ghế rồi tôi dò tôi làm như bị sượng. Cô Tư nói là sao? Không có dám. Không dám sao? Không có dám xin. Anh là thành để rồi hoài dưới vậy nó có 4 mét ra cái chút xíu à. Nó rồi giờ cái nhà dưới thì nó một hết trơn rồi. Nó rụng luôn rồi. Con nghe Hương nói là nhà cặp mấy sông thành nữ là có thể là gì, mấy cái xe này dìu về, chiếc ghe này dìu về ở đó luôn. Dạ được. Với là, phần cái ghe đậu cặp với mấy sông được. Chú biết không, hầu lúc đó ở đó là lúa đồ mình mới ăn được. Người ta cắt, người ta mướn mình cắt lúa đồ rồi móc lúa gom lúa rồi. Được rồi bây giờ nó chơi tàn là máy cắt không. Móc cũng không có mà cũng không ai mướn mình mà cắt gom gì. Ở trên đây thì mỗi ngày cô Tư làm thu nhập được bao nhiêu tiền?
có làm được đồng nào luôn, thu nhập đâu giữ ông không, sao làm được với dưỡng ông, mấy đứa bé ông không bị tai biến thì ông bao chuồng đi giống ngủ với ngủ đó, chú không biết từ đó giờ nữa. Giờ ông nằm chỗ rồi còn lo là chồng vậy đó. Giờ ông nằm người ăn muốn ở chỗ luôn đó ông nằm. Con nói thật là nếu như mà được á Hương về quê học thì gia đình mình cùng nhau dìu dắt nhau về lại miền Tây, dù sao thì có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, rau nó cũng dễ kiếm hơn ở trên này nè. Ham rồi thậm chí cũng ham về lắm. Phong có nhớ là trước đây khoảng hơn một năm á Phong, anh em mình có đến đây thuyết phục các cô chú về lại miền Tây thì các cô chú lại sợ thay đổi đúng không? Gì dưới dân nước dân câu rồi cũng miền Tây bây giờ cũng dễ sống lắm, ở trên bờ thì có rau, ở dưới thì mình ăn lưới bắt cá được. Miền Tây thì dễ sống lắm mà bây giờ ở chỗ cô là nó ngăn hết trơn, không có miếng nước vô. Anh người ta làm lẩu. Anh một đồng anh ở Tịnh Biên thì anh thấy như thế nào? Thấy thì ở quê là nó dễ sống hơn đây. Chỗ nào tôi giờ ăn hết trơn. Thì cái cuộc sống mà cô với chú ngày trước cũng ở quê cũng đã từng biết rồi. Để mới nói về cái hương vị mà đường thốt nốt cái mấy cô em lên hòa lên nói trời ơi quá lâu rồi chưa có dùng quá lâu luôn đó. À lên đây nói chú cũng mấy chục năm rồi, mấy năm mà không có tắm được một cái chỗ mà nước ngọt nước mình chứ. Yeah. Mình tắm mình nhảy sông đồ được á, trên này là mười mấy năm nay không có xuống sông được, với phần không ăn được đường thốt nốt luôn rồi, không uống được nước ngọt chứ. Ở bên Tri Tôn á thì con thấy tùy theo là chỗ ở thôi chứ mấy cái vùng kia vẫn còn nước mà còn kinh mà. Còn kinh. Sẽ dạ. Kinh nhiều lắm. Dạ đúng rồi, mà có chỗ mình là nó dạ. Bao luôn. Nó bao đó. Nó mặn gì sống được chú ơi, ba dặm ba luôn á, nó ta nó có chừng có tay chân rồi. Bởi vì lúc nó sống là có lúa đồ mình cắt, mình mót rồi được, còn giờ không có. Nó dặn bò ra coi chú không, nó gắn bóng bò ra ăn. Đó, giờ mặn mướn không được, nó ở quê giờ mặn mướn không được. Hồi đó là ở nằm ngay đường 16 chạy về Tri Tôn đó hay là đường nào? Ở ngay xã Tân Tiến anh. Xã Tân Tiến. Dạ. Xã Tân Tiến xuống số 4, cống số 4. Dạ, không biết. Dạ, tại anh này cũng ở gần cô nè. Cuộc sống ở ngay tại địa phương đó thì anh này cũng khá là gần. Dạ, chú biết không, tại vì cũng không có đất cát đâu, nhà nước thương cho. Bây giờ hộ khẩu của cô là vẫn ở Tri Tôn. Giấy tờ là ở Tri Tôn. Ở Tri Tôn, An Giang. À. Ở trên. Vậy là cô có một cái ước muốn là muốn quay trở về lại quê hương cất ở trên cái nền cũ của mình đúng không? Thì ước mơ là vậy đó. Nhưng mà nếu như được hỗ trợ cô có chịu về không? Về chứ. Về. Mà chắc mà hỗ trợ được cái nhà chắc ổng chết mất rồi. Không đi được nữa. Tại ổng yếu lắm. Ổng yếu lắm rồi. Chứ không có nói chuyện được luôn mấy chú. Cũng gần nhưng mà bây giờ lúc con bé bây giờ là không nói chuyện được, chừng còn đi được. Bây giờ nè, ở dưới này nằm hoài bán được có cho ông ăn gì không, có nghĩa là ông ba ăn có miếng sâu đâu có được đi tới đi lui đâu. Dạ, đâu có rồi. Trị liệu gì ông nằm đó. Trên võng tối ngày vậy đó. Rồi thuốc sao, thuốc men không có, thuốc men gì chứ, rồi không ai chở ông đi đưa mà vô ông cũng đâu có uống đâu, ông nằm hoài vậy nó nhả bỏ luôn. Ông không ăn uống hết được rồi, bởi vì ông đâu có nói chuyện đâu mấy năm nay rồi. Ông không có ai mà đi đưa đi chăm cứu, theo nó người ta có người đi đem chăm cứu rồi để ông đi đứng lại. Cô với chú là có Hương với lại mấy người con? Bốn người, ba anh trai em út. Bốn người mà có một anh bị tâm thần. Anh bị tâm thần? Bị tâm thần rồi. Anh ba bị tâm thần, còn anh hai là ba có một bé bị bệnh bú cổ. À. Còn anh Tư là ba của anh Thấm, đi làm hồ hằng ngày cũng giúp mẹ rồi giúp đỡ. Thì đó thì nhờ ba anh Thấm. Nếu mà có ngày mà nghỉ chú không bị không có hàng thì nó không đi làm. Nhiều khi tuần mà có hai bữa. Nhớ còn thằng thứ ba thì nó bị tâm thần ở trên đâu cũng 8 9 tháng. Mấy anh em là toàn bị bệnh không? Toàn xin cái đồng thân giấy thôi, còn giấy nữa. Hai anh em cũng độc thân. Còn không? Anh không. Hai là có một người mà vợ bỏ đi theo người khác đúng không? Là có đứa con bị bệnh bú cổ. Dạ. Anh Tư ba. Cũng vậy. Cái đó anh ba hay anh Tư? Anh Tư. Là hết ba tâm thần. Anh ba thì bị tâm thần. Ba. Anh Tư thì có nhỏ con gái, còn anh Hai thì có thằng bé bị bệnh bú cổ. Đa số đều vợ mới bỏ đi hết rồi. Dạ. Nên thành nữ là tìm mọi cách, không khuyên cô Tư á, tìm mọi cách quay trở về lại miền Tây. Chứ trên này cô đâu có làm gì ra tiền đâu, ngoài cái việc cô đi vớt mấy cái chai nhựa, nó đâu có bao nhiêu tiền. Nhiều khi mà lại cái môi trường sống ở đây nó rất là ô nhiễm, phải nói là cực kỳ ô nhiễm. Nhiều khi muốn về lên miền Tây lắm á, mà ở chỉnh không có gì làm, không có móc lúa móc đồ được ăn chứ, không có gì đâu ăn.
với có mình buôn bán lặt vặt không có bán gì được hết trơn, ở trong đó trong quê trong đồng ruộng với bằng không có ai hết trơn, người ta xuống thành phố này ta làm hết trơn, ở dưới quê cũng giờ không có ai trống lỏng. Trước đây ở miền Tây của mình á, lên Sài Gòn rất là nhiều để mà làm việc. Dạ. Tuy nhiên hiện nay tình trạng thất nghiệp khá là nhiều. Và người dân miền Tây sống ở Sài Gòn lại lui về lại quê. Đúng rồi. Người ta trở về quê rất là nhiều. Người ta có đất, có nhà, có ruộng. Có nhà thì người ta trở về. Dạ đúng thì rồi. Bây giờ nếu như mà cô có được hỗ trợ có nhà thì cô nên quay về. Con khuyên cô như vậy. Thì cô cũng tính vậy đó. Mà ngặt gì. Được giờ mà được mình thông quân hỗ trợ cho nhà để cho ba em được ở trên nhà được. Tại vì ba em cũng yếu lắm mà không biết sống được nhiều lâu. Nó khóc hoài con nhỏ này. Tao đi chỗ khác. Đi mẹ gì hết đi. Đã nói giờ cười kêu chút xíu rồi khóc nữa. Mà giờ đây em có nói chuyện với ba không? Ba em hết nói chuyện được rồi. Hai năm trước á. Cô ba đi trách nó. Ba có giận. Hết nước rồi. Hai năm trước ba có giận đã em không? Hoài nước à. Ba em thì không có giận, ba em ít nói. Chú Phong ra sao với cô ba? Hèn lắm chú ơi. Không có la gầy con cái gì trơn á. Ai làm gì làm, không nói ai. Là ba không có giận đúng không? Không giận đâu, có mình anh tôi giận. Vậy là ước mơ của Hương là mong sao á ở quê có được ngôi nhà để đưa ba về lại quê. Cho trên đây thì ba cũng đâu có điều trị mà đi đứng cũng không có được. Môi trường thì lại khá là ô nhiễm, thành nữ cũng ảnh hưởng đến cái sức khỏe nữa. Út, tôi xin đồng khăn giấy. Nhiều khi ba em được lên nhà ở cũng được sống được lâu lắm chút. Cô còn bịch giấy là bán mẹ mình sợ ở đây ba em càng ngày càng yếu. Chỗ này sống ngày không trong đó. Cô Tư nói thì một điều nó cũng đúng. Bởi vì cái nền của chỗ cô Tư xã Tân Tiến thì nó cũng là cái dạng quê mà chỗ đó hiểu lắm. Không có việc làm. Dạ. Đó cũng vắng đường. Nhờ việc làm nhờ móc lúa rồi mà giờ lúa không móc được nữa, lấy gì ăn. Bao nhiêu lâu rồi cô Tư chưa về lại quê? Lâu lắm rồi, hồi lúc mà ổng chưa bị tai biến là còn như là Tết cũng có về một lần. Là từ lúc mà mấy em mà còn ở dưới đi học á, dù mà bệnh thì mẹ còn đi về, còn từ lúc mà lên đây tới giờ là không có về. Đây nè, bị bú nè, ngồi trong mắt nè. Nó nếu mà gần chợ Chi Tôn á cũng còn có thể kiếm việc làm được gì nó dễ. Dạ đúng rồi, này ở trong quê. Lúc trước là Hương được sinh ra ở Việt Nam hả cô Tư? Dạ em sinh ra dưới sinh dọc đường đi về đây á. Dọc đường từ Campuchia đi về đây á hả? Dạ sinh dọc đường cũng không biết sinh đâu luôn á. Sinh ở dưới ghe luôn. Em sinh ở dưới ghe hả? Dưới ghe luôn à, vậy đâu á, chỉ em bụng thì ghé vô bờ. Nhà hỏi mụ ở đâu thì ta chỉ thì ghé lại đó. Mụ vườn luôn á, chú ở bên cồn mà giờ không biết đâu luôn. Cô Tư chia sẻ lại lúc đó giùm con với lúc mà cô Tư từ Biển Hồ về đây thì sinh hương đồ như thế nào, cô chia sẻ giùm con với. Ở lúc đó thì cũng đi xuống đây cũng đâu có bến bờ gì đâu chú. Đi cái ghe mình thả tới đâu thì mình đậu tới đó vậy đó. Giống như ghe này đi tới chỗ nào rồi đậu ngủ chỗ nấy vậy thôi. Chứ phải mình không có đất, có nhà thì không có bến, có bờ. Nó tới chỗ nào thì đậu chỗ nấy vậy. Thì có bầu nó thì chuyển bụng thì hỏi ghé ngay cái cồn, hỏi người ta chỉ mụ thì sanh vậy thôi chứ không biết ở đâu luôn giờ, quên. Là sanh ở trên ghe, còn mụ là cũng không biết ai, chỉ ghé lên dạ, hỏi người. Dạ nhớ ở cái cồn mà không biết cái cồn nào. Mụ đó, mụ vườn. Mụ vườn á. Mụ theo kinh theo đó, đi giờ cũng không biết ở đâu giờ, nhớ cái cồn thôi mà không biết cái cồn nào, không biết ở chỗ nào luôn. Chưa biết đâu. Đi ghe là thả lang bang vậy. Cô di chuyển từ Campuchia về đến Chi Tôn là mấy ngày? Trời ơi lâu lắm chú ơi. Không biết bao nhiêu ngày. Đâu có ghe máy đâu đúng không? Chèo không á. Chèo với mình bơi không á. Thả hoài vậy. Nó chứ giờ hồi lúc nó khổ nó khổ. Không có điện thoại gì đâu lúc đó chú biết mà. Rồi máy cũng không có mà chạy. Đằng là bơi chèo không à. Rồi mình đi tới đâu mình đậu tới đó vậy đó. Rồi chuyển bụng rồi sanh, người ta chỉ hỏi mụ đâu rồi, người ta nói nhà mụ bên cồn đó thì đỡ sanh thôi. Quay rồi lúc còn cái bè tôi đóng bến, lúc đó đuổi tôi bỏ cái bè trâu xong luôn. Không đi vớt mớt nên tôi với ông Hương đi vớt mớt một thời gian, trời mưa gió tầm tã, vớt về đóng. Đóng xong rồi đuổi cái bỏ luôn. Tới chỗ nào tối thì mình ghé vô cây đồ mình cuộn ngủ vậy thôi. Chứ không có bến của bờ, không có nhà, rồi không có đất, rồi như mình đi trên sông vậy đó. Chỗ nào tới tối là ngủ vậy thôi. Rồi cô mang bầu nó đó, rồi nói chừng mà đau bụng thì người ta chỉ ở bên đó có mụ. Thì ba ghe lại đó thì lên mụ đó thì sanh nó đó. Mà cô nhớ là cái cồn, mà không biết cái cồn gì. Nói chừng cồn.
Rồi những ngày sau đó thì như thế nào cô Tư? Thì sanh xong liền thì xuống ghe luôn à, đâu có nằm bệnh viện được như đây. Rồi tiếp tục mình lại di chuyển ở trên biển. Di chuyển nữa. Thì di chuyển lần đi xuống về tới An Giang. Dạ. Đi hoài vậy đó. Về tới An Giang thì chú ngủ đó. Chú ngủ ở An Giang luôn mà giờ. Cắt lúa, móc lúa không. Thì giờ đó móc lúa nè. Móc lúa rồi cắt lúa nè, tới chừng mà lúa mà người ta ra cái máy cắt rồi đó chú. Là hết làm được rồi đó rồi mới đi vòng xuống dưới này. Đi vòng xuống dưới này cũng không biết đường nữa, cũng đi thả hoài vậy đó. Hùng là 3-4 gia đình cái đứng cắt công lúa vậy đó chú, cắt công 12 á, tầm 12 á. Cắt đâu có nổi đâu. Tôi nhỏ xíu rồi tôi tập cắt mà còn đưa vô ngón tay nè, đứt một cái rồi giờ còn thẹo luôn nè, đứt cái bụng ở đầu ngón tay luôn. Cô Năm tôi có biết cắt rồi, thấy người ta cắt thì mình học mình cắt theo tiếp cho nó mau rồi. Cắt quỳ tàn công luôn á. Cô Năm cắt gồm hơi mới đầu tiên vô xôm lắm nha, hơi là quỳ tàn công luôn. Quỳ không. Cắt có nổi đâu cắt. Mà cô Năm vũ gom may lắm nha. Một đống gom bự chà bá vậy đó, mấy công đất cô Năm leo tuốt trên, cô Năm vũ hoài vũ nào hết đống gom thôi. Còn cắt không nổi. Nó vui lại vui chỗ đó đó, kỷ niệm. Kỷ niệm là vui đi mất lúa. Theo nó cũng không có đi xuống thành phố đâu. Bị gì từ đó. Mà lúc đó cô cũng có thành phố là ở đâu, Sài Gòn là ở đâu. Là cũng như là lúa đồ người ta ra máy đồ cắt hết trơn. Mình làm công nhân là mình không ai mướn nữa, là mới đi đại luôn. Đi xuống ghe rồi thả hoài vậy. Thả tới coi cô Tư nhớ là thả tới cái gì cái kinh nước mặn dưới. Dầm từng gì đó. Trời ơi tới đó dồn ngang tới hù luôn. Dồn mà sợ luôn á. Không có nhà có cửa nữa, rồi thấy xà lan người ta chạy cái nắm theo á, dòng xà lan theo đó mà xuống tới thành phố này không biết thành phố luôn. Tới đây là tới chừng ta nói là ở đây là Sài Gòn. Là mới biết là chú ngụ tại đây là con biết không, là hồi lúc mà chưa có thành lập cái chợ Bình Điền luôn á. Còn ăn cướp giật giật nè, ở trên đó. Lúc cô là cô lại cái xuồng ấy, mà từ ở dưới nước á, mà lên có bao nhiêu rồi chú nghĩ cái xuồng được bao lớn. Nó đẹp luôn á chú Hồ. Hồ. Dạ. Tôi không có cái mùng mà văng luôn cho Hùng nó ngủ hồ chào khổ. Ngủ bằng cái xu á, bông lợn cái là chung vô chẳng ngủ. Mà cái xuồng từ dưới sông mà lên bao nhiêu mà ba người ngủ mà chú hỏi rồi cái xuồng nó được bao lớn. Từ dưới sông lên nhiêu. Rồi cái tới hôm chú Hùng bụi xuống quay là có con bé này không. Là cái ghe hồi đó đó chú. Cái ghe đó là người ta bỏ, người ta chở đất rồi nó chìm người ta bỏ. Tôi giống mất mấy ngày trời móc đất ra hết. Rồi mới làm cái mu lửa ở, nó lủng con sau một lỗ chằng bàn gì, sợ chìm, rút lên đây bỏ luôn. Khổ kìa, dịu lắm khổ, chú ơi qua thời gian gỡ hỏi, nước mắt nó tràn tràn ra hoài, tôi nói tôi muốn khóc một cái cho đi găng ông trời bảo. Giờ... cho ngập chợ Bình Điền. Giờ là ổn rồi đó, mọi thứ là ổn rồi. Lắm, mọi người mà... Tuần sau là xuống Tân Giang nhà mới luôn ha. Dạ. Cô Út với con cô Út đi, thì con ở đây con buồn không? Dạ. Sao con buồn? Không có em đâu, hồi cô Út khóc nữa, thương nó lắm, nó thương bé đó lắm, khóc nữa kìa. Nó đi gì đâu, nó kiếm đường nó đi đâu vậy, chạy mất rồi. Bé Thắm ơi, đang ngồi chú nói chuyện con, ngồi đàng hoàng đây nè. Theo kế hoạch ban đầu thì ngày hôm sau mình sẽ đưa Hương xuống Long Xuyên, tuy nhiên thì qua tâm sự thì Phong thấy rằng là cần để thêm thời gian nữa, hai mẹ con tâm sự thêm nhiều đêm nữa. Như vậy thì Phong sẽ lùi thêm 2 ngày để cho Hương có 2 đêm ngủ cùng với mẹ, hai mẹ con có thể tâm sự được nhiều hơn. Bao nhiêu cái nỗi mâu thuẫn và bao nhiêu điều mà không thể nói ra thì ngày hôm nay cả hai mẹ con đã mở lời rồi. Và mình hy vọng rằng trong cái chặng đường sắp tới thì Hương sẽ có một cuộc sống tươi đẹp hơn. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi cái series mà Phong đã chia sẻ về cuộc sống thay đổi của bà con ngay tại xóm Việt Kiều, quận 8, Sài Gòn.